Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DeFi Discussion. Đây là chuỗi podcast mà chúng ta sẽ ngồi xuống để chia sẻ với nhau những câu chuyện thú vị cũng như là những góc nhìn đa chiều về thị trường crypto và đặc biệt là mảng thị trường DeFi. Chủ đề tuần này mình tin là nó là một cái hệ quả khá là tất yếu của một cái thị trường mà tạm gọi là bull ha, tạm gọi là có cái tí khởi sắc. Và trước khi đi vào bóc tách những cái vấn đề cũng như là những cái khía cạnh, những cái nguyên nhân sâu xa của cái hệ quả của tuần này và cái vấn đề tuần này, thì chắc là chúng ta sẽ dành thời gian để gặp lại một người đồng hành cũng rất là quen thuộc với DeFi Discussion. Hello, xin chào anh Poseidon. Cảm ơn Nguyên. Xin chào Nguyên và chào tất cả các bạn đang xem DeFi Discussion. Ok, thì nếu mà anh em có theo dõi cái tập podcast tuần trước thì chúng ta nói về cái câu chuyện là phí gas cao, thì nó là một cái hệ quả tất yếu khi mà thị trường nó sôi động và những cái hoạt động nó bắt đầu dày đặc trở lại trên không gian blockchain. Tuần này thì chúng ta sẽ nói về một cái thứ nó cũng khá là cao so với cái giai đoạn mà thị trường nó gặp rất là nhiều khó khăn ở thời điểm trước, và chúng ta sẽ dành thời gian để nói với nhau về cái nguyên nhân sâu xa của câu chuyện này, đó là cái lãi suất stablecoin. Thì nếu như mà theo dõi thị trường DeFi, theo dõi những cái thông tin trên mạng xã hội trader liên quan đến cái câu chuyện về lãi suất stablecoin ấy, thì nhiều anh em cũng sẽ để ý là cái lãi suất về gọi là lending ở trên các cái nền tảng lãi suất gửi cũng như là cho vay các cái stablecoin ở trên các cái nền tảng lending thì nó cũng đã có những cái bước đội lên rất là cao, đâu đó tầm khoảng 15-20% trong một tuần đổ lại đây. Và nếu như mà có theo dõi những cái cập nhật về các cái dự án về stablecoin ở trên website của Coi68 thì chắc anh em cũng biết là tuần vừa rồi thì MakerDAO cũng đã thông qua cái đề xuất là nâng cái mức lãi suất DSR, tức là cái lãi suất tiền gửi DAI vào á, lên con số 15%. Và đây là một cái con số rất là đột biến so với cái ngưỡng 5% mà họ đã duy trì cách đây vài tháng. Thì không biết là anh Poseidon nghĩ sao về câu chuyện này, và anh nghĩ là cái thay đổi mới đây của stablecoin DAI á, thì nó sẽ có tác động gì đến những cái đơn vị khác, không chỉ riêng về những cái đơn vị cạnh tranh trực tiếp với họ trong mạng stablecoin mà là những cái mảnh ghép khác ở trong thị trường DeFi luôn. Thì như Nguyên nói đó, thì anh em có thể thấy là đợt rồi có rất là nhiều cái nền tảng mà nó cho phép là người dùng có thể đưa các cái đồng stablecoin như USDT, USDC hay là một số cái đồng khác vào để mà hưởng một cái mức yield rất là cao. Mình nói ví dụ như là ở trên Binance đi, tại cái hôm nay đi thì mình có xem qua thì cái mức earn ở trên Binance đang là hơn 21% một chút. Thì dĩ nhiên cái mức APR này thì người ta tính theo cái thời gian phút, cho nên là nó sẽ có những cái sự biến động nhất định, nhưng mà nó cũng đang ở một cái mức rất là cao. Tương tự như vậy thì các cái sàn khác cũng dao động là ít nhất đều trên 10% cho đến 20% tùy vào các từng sàn. Rồi đối với một số cái sản phẩm on-chain, ví dụ như là AV chẳng hạn, thì người ta đang cho một cái mức yield đối với những cái người người ta đưa USDC vào trong các cái pool để cho vay là nó rơi vào hơn 12%, hay là cái đồng CRV USD của Curve thì nó còn cao hơn nữa là hơn 16%. Và đặc biệt là với cái USDE của Athena, một cái giao thức mà tập cách đây một tuần đúng không ta, cách đây 2 tuần gì đó, thì chúng ta có thảo luận về cái dự án đó. Thì khi mà anh em cầm USDE và anh em stake vào trong cái giao thức thì anh em có thể nhận cái APY hiện tại là 60%. Thì đây là đều là những cái con số rất là cao so với cái trạng thái thị trường bình thường. Thì dĩ nhiên là nó đã tác động vô hình chung, nó đã tạo ra một cái áp lực rất là lớn. Khi mà nếu anh em để ý thì hiện tại là cái vốn hóa của cái USDE hiện tại nó đã đạt là hơn 1 tỷ đô, và nó đã vượt lên đến top 6 trong cái xếp hạng của stablecoin trong thị trường hiện tại. Và cái điều này nó dẫn đến một cái áp lực khiến cho MakerDAO người ta buộc phải đưa ra được những cái điều tiết về mặt lãi suất để mà thu hút cái dòng tiền ở lại, khi mà người ta chứng kiến một cái sự sụt giảm về vốn hóa quá lớn và nó chịu áp lực quá lớn từ các cái nền tảng khác. Và cái việc tăng cái APY, tức là tăng cái lợi nhuận cho cái DAI ở trong DSR lên 15% thì nó sẽ giúp cho những cái người mà người ta đang hold DAI người ta có thể thu hút người ta ở lại. Và
đồng thời nó làm giảm cái áp lực từ cái câu chuyện là ví dụ như mình đang có một đống crypto là ETH, BTC gì đó và mình đang hold để đợi thị trường tiếp tục tăng đi, và mình thấy những cái thằng khác nó đưa ra được những cái lợi nhuận cao cho stablecoin thì mình có thể hoàn toàn mình đưa ETH hay là BTC đó vào MakerDAO hay là vào Spark, mình vay DAI, sau đó mình lại dùng DAI mình mua những stablecoin đó, mình bỏ vào mình nhận yield, thì nó vô hình chung nó khiến cho MakerDAO lại lúc này lại trở thành một cái nơi là để gọi là người ta đến người ta vay DAI nhưng mà giá trị lại không lưu lại DAI mà lại chuyển qua một stablecoin khác, nó khiến cho cái áp lực của MakerDAO nó lại còn lớn hơn nữa, tức là bởi vì MakerDAO lúc trước khi nó tăng cái lãi suất thì nó chỉ ở 5%, thì mình hoàn toàn có thể chấp nhận một cái lãi suất đâu đó khoảng 7% khi mà mình vay DAI và mình đưa vào mình Binance chẳng hạn, thì là một cái yield là 21%, thì nó vẫn là một cái lợi nhuận rất là lớn, hay thậm chí là rủi ro hơn thì mình đưa vào Athena và mình ăn một cái yield là trên 40-60% gì đó, thì nó vô hình chúng nó khiến cho cái dòng tiền trong DAI nó bị rút ra các cái giao thức khác và buộc người ta phải có cái sự điều chỉnh, bởi vì anh em hiểu là MakerDAO nó là một cái giao thức là cho vay, chính vì vậy khi nó tăng cái lãi suất của DAI trong cái DSR thì đồng thời nó cũng phải tăng cái lãi suất cho vay đi, tức là cái lãi suất cho vay nó phải bằng hoặc là lớn hơn một chút để nó đảm bảo giao thức vẫn hoạt động được, tức là khi mà người ta trả cho những cái người cung cấp DAI là 15% đi thì những cái người vay DAI nó phải trên 15%, thì nó sẽ góp phần là điều tiết lại một chút cái sự chênh lệch và kìm hãm lại cái sự mà lợi dụng cái chênh lệch lãi suất quá lớn như vậy để nó giúp DAI nó giữ lại TVL và người dùng của nó, thì đó là cái suy nghĩ của mình. Vậy là nó là một cái bước đi để gọi là cân bằng kéo cái dòng tiền từ những cái đơn vị có thể coi là trước đây đã thu hút cái dòng tiền của DAI của MakerDAO về phía dự án của họ, thì đây là một cái động thái để họ giành lại cái thị phần ở trong cái mạng này. Em thấy có một vài cái stablecoin mà nếu mà nói là nó giành cái thị phần của DAI thì cũng không đúng. Ví dụ như các cái stablecoin truyền thống đi chẳng hạn, thì cái lãi suất của họ thì phụ thuộc nhiều vào những cái bên làm lending nhiều hơn, tức là phải có cái ông deposit, có ông gửi tiền vào và có cái ông nhu cầu vay ra, thì cái hợp đồng smart contract nó sẽ tự điều tiết cái lãi suất. Thì nếu mà nói là USDC và USDT họ chủ động trong cái việc mà đẩy lãi suất lên thì cũng không đúng, vì đây là phần lớn là do các cái ông lending và cũng như là các cái ông làm những cái sản phẩm kiểu cho vay như thế này, thì nó khác với lại cái câu chuyện là Athena, là họ làm một cái họ gần như là thiết kế ra một cái mô hình khác, họ lấy cái yield từ cái hoạt động trading. Họ lấy từ cái future, cái funding rate thì nó là một cái câu chuyện khác thì chúng ta không nói. Nhưng mà cái câu chuyện ở đây là vì những cái ông lending á, là ông làm, tức là ông có một cái nơi để người ta sử dụng các cái stablecoin này, họ vay sau đó thì nó đẩy cái lãi suất lên, và nó cũng phần nào nó tác động lên những cái stablecoin theo kiểu là phi tập trung, kiểu như là DAI của MakerDAO. Thì anh nghĩ đâu là cái nguyên nhân khiến cho lãi suất ở phần lớn các cái nền tảng lending hiện tại á, nó cũng đội lên khá là cao, 15%, và đôi khi nó tới thì... nếu như mà trong những cái trường hợp mà nó extreme, nó hơi khủng khiếp á, thì nó hơi 20%, thì hơn 20% để mà tham chiếu một cái là nó hơn cả cái mức lãi suất của USD cái thời gian trước. Thì đâu là cái nguyên do cái câu chuyện này? Thì hiện tại thì anh em có thể thấy là đối với cái thị trường ở trên tài chính truyền thống á, thì rõ ràng gần đây thì không có một cái đợt tăng lãi suất nào quá đáng chú ý cả, và thậm chí là như ở một số nước, như thậm chí ở Việt Nam thì lãi suất vẫn đang giảm. Tuy nhiên thì thị trường crypto nó lại câu chuyện khác, nó tăng và tăng rất cao. Thì ở đây có hai cái mà anh em cần quan tâm. Thứ nhất là anh em có thể theo dõi, thì anh em vẫn lâu lâu vẫn sẽ thấy những cái tin đó là USDT hay USDC đã min ra một cái lượng rất là nhiều, đặc biệt là Tether, người ta min lần cứ vài tỷ, 1 tỷ, 2 tỷ đó, thì có nghĩa là cái câu chuyện hiện tại thì cung cầu nó đang bị lệch pha quá là nhiều, khi mà đa phần những cái lượng USD ở trên thị trường bây giờ là đang cạn kiệt, tức là bởi vì thị trường tăng giá mà, cho nên là cái việc mà người ta có nhu cầu là dùng USDT để mua và nắm giữ các cái đồng coin nó lớn hơn rất là nhiều. Chính vì vậy khiến cho USDT nó bị cạn kiệt về nguồn cung, và chính vì vậy mặc dù cái lãi suất vay ở trên những cái sàn tập trung như là Binance hay các cái sàn khác đó, nó đã rất là cao rồi, khi mà anh em phải vay USDT trên margin hay là một cái gì đó để anh em giao dịch, để anh em mua nắm giữ đi, thì nó rất là cao rồi, nhưng mà người ta vẫn chấp nhận, tại vì cái mức lợi nhuận trung bình
mà người ta kiếm được trong những cái tháng uptrend vừa rồi nó vẫn tốt hơn cái mức đó rất là nhiều. Và vô hình chung nó như Nguyên Huỳnh chia sẻ hồi nãy thì bản thân các cái đồng tập trung, thì cái đồng stablecoin tập trung thì nó không tự dưng nó lại đưa ra một cái mức giá cao để mà nó hút thị phần làm gì cả, tại vì đây không phải là cái chiến lược của USDT hay USDC từ trước đó giờ. Nhưng mà bởi vì cái nhu cầu trên thị trường quá lớn và chính vì vậy nó phải nâng cái mức lãi cho vay lên để mà trả cho những cái người mà người ta cầm USDT, người ta sẵn sàng đưa vào để cho nó đi cho vay lại nhiều hơn ấy, thì nó mới đủ hấp dẫn, đủ sức hấp dẫn đối với trong một cái thị trường nó up như vậy. Thì theo mình đó là cái nguyên nhân chính. Ừ, có thể coi là một cái nhu cầu đòn bẩy khá là lớn ở cái giai đoạn này, khi mà mọi người đang khá là FOMO với rất là nhiều những cái tin tốt thời gian gần đây. Thì khi mà họ vay stablecoin ra, như anh Poseidon nói là họ vay stablecoin, thậm chí cái mức lãi suất nó chỉ có 20% một năm thôi, nhưng mà trong cái mindset của họ thì họ nghĩ rằng là 20% một năm thì là nó vẫn khá là thấp so với cái mức lợi suất mà họ có thể có được trong cái giai đoạn này. Thì đâu đó nó cũng là một cái thông số để chúng ta có thể phần nào đó mường tượng được cái sentiment, cái trạng thái hiện tại của thị trường. Song song với cái câu chuyện mà lãi suất ở trên các cái lending á, thì em có đọc được một cái dòng tweet của cái ông này hình như là nhà sáng lập của Celestia, thì ông cũng đảo qua vài cái lending, xong rồi ông cũng cáp lại cái màn hình ở chỗ của Compound á, một cái lending mà gọi là kỳ cựu của thị trường á, thì ông sẽ là cái thị trường vay USDC ở trên Compound á thì nó gần như là bị vay cạn luôn. Và cái hiện tượng này thì nó gợi cho em cái vấn đề liên quan đến một vài cái lending ở chu kỳ trước. Nếu mà anh em nào quan tâm về cái câu chuyện về thanh khoản cũng như là những cái cuộc khủng hoảng thanh khoản ở giai đoạn trước á, thì có thể tìm hiểu những cái từ khóa này. Thì bọn mình cũng đã có một vài tập ở trong cái chu kỳ trước mà mình nói về cái câu chuyện này, nhưng mà đâu đó nó gợi lại cho em cái hình ảnh đó. Thì nếu như mà được gọi là đưa ra ba cái chỉ số và ba cái tiêu chí để theo dõi các cái nền tảng lending này, để đánh giá những cái rủi ro mà có thể phát sinh, tại vì nhiều khi nhiều anh em cũng muốn là thử sử dụng các cái sản phẩm DApp này với nhiều cái mục đích khác nhau, có thể là để farm cái rate nè, hoặc là có thể để sun point nè, để sun airdrop nè. Thì nếu mà để chỉ ra ba cái tiêu chí hoặc là ba cái thông số để đánh giá cái mức rủi ro khi mà sử dụng các sản phẩm lending, thì anh sẽ chọn nó là ba cái thông số nào? Thì đối với các sản phẩm lending thì theo mình thì anh em nên quan tâm đến ba vấn đề thôi. Đầu tiên là cái những cái tổng quan về giao thức, tức là TVL chẳng hạn. Tại vì một cái sản phẩm dĩ nhiên là nó tốt hay là nó lâu đời thì cái mức TVL nó sẽ lớn và nó sẽ kiểu như nhìn cái là thấy uy tín đó. Tại từ khi mà chúng ta nhìn vào cái giao thức DeFi nói chung hay là lending nói riêng, thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái số lượng TVL, ví dụ như người ta phải tin tưởng, hay là những cái thằng mà nó tay to nó phải cảm thấy ok thì nó mới sẵn sàng gửi rất là nhiều tiền vào trong cái giao thức đó. Rồi bên cạnh đó là một số cái khác, như là nó có được audit, rồi audit như thế nào, công ty nào audit, hay là số lần bị tấn công trước đây có hay chưa, hay là có những cái rủi ro liên quan đến bảo mật khác hay chưa. Thì đó là những cái chung nhất. Còn khi mà đi sâu vào thì chúng ta cần phải quan tâm là đâu là những cái loại mà tài sản đang được đưa vào thế chấp và làm tài sản để cho vay trong cái giao thức đó. Tại vì trong thị trường crypto nó sẽ có hai dạng tài sản chính, tức là những cái dạng tài sản lớn và có mức cái thanh khoản cao và cái sự biến động nó ít, như là Bitcoin hay Ethereum, và những cái dạng tài sản người ta hay gọi là long tail, tức là cái dạng mà nó nằm ở cái biên là thanh khoản thấp nhưng mà nó lại rất là nhiều, tức là có thể là những cái đồng low cap hay là mid cap nhỏ gì đó. Thì chúng ta cần phải cân nhắc nếu mà khi mà một cái giao thức mà người ta sử dụng quá nhiều những cái mặc dù là người ta đa dạng hóa tài sản thế chấp, nhưng mà nếu mà người ta tập trung vào những cái tài sản là mid cap và low cap ở xuống thì cái rủi ro cho giao thức nó cũng tăng lên rất là nhiều. Thì thông thường để mà an toàn nhất thì chúng ta nên lựa chọn những cái giao thức mà tập trung vào phát triển những cái tài sản mà có cái độ biến động thấp và cái thanh khoản cao trong thị trường. Và cái yếu tố thứ ba thì theo mình cũng quan trọng nhất rồi, gần như là quan trọng nhất, đó là cái tỷ lệ thế chấp ha, cái collateral ratio. Thì chúng ta cần phải biết được là khi mà chúng ta đi vào trong giao thức đó, thì nếu mà tài sản chúng ta nó giảm xuống ở mức bao nhiêu thì chúng ta sẽ bị thanh lý, và dựa trên đó để chúng ta thiết kế một cái chiến thuật hợp lý. Tại vì gần đây thì cũng có rất là nhiều giao thức lending người ta kiểu FOMO về những cái bond, rồi những cái tác vụ kiểu như sun airdrop. Thì nhiều anh em
cũng có một cái chiến lược đó là nói chung là nó cũ rồi, nó không mới gì cả, nhưng mà cũng rất là kinh điển. Đó là lúc tức là chúng ta vay rất là nhiều vòng vay cho đến khi mà cái tỷ lệ tài sản thế chấp nó gần như là tối đa đạt ngưỡng rồi đó, thì chúng ta mới dừng lại để mà chúng ta tối đa cái số tiền mà chúng ta có thể vay được, từ đó tăng cái point của chúng ta lên. Thì dĩ nhiên cái này thì nó sẽ tiết kiệm cho anh em rất là nhiều về cái việc vốn, tức là thay vì anh em phải bỏ 10.000 đô thì đôi khi anh em chỉ cần 1-2.000 đô anh em cũng có thể tạo ra được cái số point và tương tự như 10.000 đô, nhưng mà bù lại thì cái rủi ro nó sẽ tăng lên khá là nhiều. Thì đây là cái cho nên là anh em cần phải quan tâm đến cái tỷ lệ, như mình nói, tỷ lệ tài sản thế chấp và ở ngưỡng an toàn để mà chúng ta đảm bảo được cái khoản vay chúng ta không bị thanh lý. Thì theo mình đó là ba cái yếu tố căn bản nhất khi quan tâm đến một cái lending. Chắc là cái câu này thì bắt đầu em tính hỏi khúc cuối, nhưng mà sẵn là cái câu chuyện mà chúng ta đang nói về các cái mô hình của các cái sản phẩm lending á, thì rõ ràng là cái mô hình của lending thì là họ kinh doanh tiền, họ sẽ thu hút cái vốn ở cái chi phí thấp và họ cho vay lại để gọi là thu lại cái dòng tiền ở một cái mức lãi suất cao hơn. Thì với cái tốc độ quay cực cao của dòng tiền ở thời điểm hiện tại, thời điểm mà có thể gọi là uptrend đi, thì chắc chắn là doanh thu của các cái mảng, các cái sản phẩm lending đâu đó nó sẽ được bổ trợ rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ nói một xíu về cái câu chuyện doanh thu của các cái lending này. Và thời gian gần đây á, thì em cũng bắt gặp một cái câu chuyện về Uniswap, đúng không? Là một cái DEX thì họ cũng đã có bắt đầu có cái đề xuất là bây giờ sẽ chia lại cái lợi nhuận cho những cái staker, những cái người delegate, những cái người ủy quyền token của mình. Thì nếu như mà cái câu chuyện này diễn ra với cái mạng thị trường lending á, thì anh nghĩ nó sẽ có phải là một cái cú hích hay không, hay là nó sẽ đâu đó nó vẫn sẽ tạo ra những cái, hoặc là nó chỉ là một cái bước đệm thêm vào và thị trường lending nó vẫn sẽ như vậy, hoặc là đâu đó nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng tiêu cực, nó ngược chiều lại. Thì anh nghĩ cái câu chuyện về chia sẻ doanh thu của các cái mô hình lending như thế nào? Đặc biệt là gần đây chúng ta cũng sẽ đâu đó bắt gặp một vài cái tweet liên quan đến cái bảng thông số về doanh thu của AV này, rồi những cái đề xuất để gọi là chia sẻ doanh thu đồ này nọ đó. Thì không biết là anh nghĩ sao về cái câu chuyện này? Theo mình thì như mới nói, trong cái thị trường up như vậy và với cái việc mà đẩy cái APY nó lên cao như vậy, thì rõ ràng lending là một trong những cái dạng giao thức sẽ được hưởng lợi khá lớn. Tại vì ngoài cái chi phí người ta thu được từ cái chênh lệch hoạt động, dĩ nhiên hoạt động vay tiền nó đang có rất là nhiều, tức là nó tăng cái cầu lên rất là nhiều, thì khiến cho cái chi phí người ta thu được sẽ cao hơn. Đồng thời thì bên cạnh đó anh em cũng phải để ý là người ta còn thu được một cái phí, tức là phí thanh lý nữa. Thì dĩ nhiên là không phải ai cũng sẽ bị thanh lý, nhưng mà rõ ràng thị trường nó vẫn có những cái đợt nó điều chỉnh, nó rũ hàng vân vân, và khiến cho một cái đợt những cái lượng thanh lý nó cũng sẽ vẫn tồn tại. Và chính vì vậy trong cái thời điểm như này thì là cũng là được xem là một cái thời điểm vàng để mà các cái giao thức DeFi nó quay trở lại nói chung luôn, thì kể cả những cái sàn giao dịch phi tập trung thì lượng giao dịch tăng lên mà người ta mua bán nhiều hơn rất là nhiều, và lending cũng vậy, khi mà nhu cầu vay và cho vay nó cũng tăng lên đột biến. Dĩ nhiên thì đối với DeFi nói chung thì chúng ta rõ ràng chúng ta đang qua cái thời hoàng kim của DeFi rất là lâu rồi, và cho đến thậm chí đến tận bây giờ đi thì thực sự thì nói là DeFi mà comeback hay là DeFi bùng nổ trở lại thì chúng ta vẫn chưa có một cái thực tế mà để chúng ta đánh giá như vậy. Nhưng mà qua cái đề xuất của Uni thì rõ ràng là chúng ta có thể thấy là một cái đề xuất đơn giản như vậy thôi, nhưng mà ai cũng có thể đưa ra được. Nhưng mà quan trọng là khi mà thực sự dự án áp dụng vào thì nó làm thay đổi một cái quan trọng nhất về cái mặt bản chất của tokenomics, và nó khiến cho cái sự FOMO nó quay trở lại đối với các dự án DeFi. Thì tổng hợp hai yếu tố trên thì mình tin rằng nếu mà giả sử có một cái đề xuất nào đó về gọi là share cái những cái doanh thu cho token holder thì chắc chắn là những cái dự án lending nó cũng sẽ bùng nổ trở lại. Tuy nhiên thì cái việc bùng nổ này thì mình nghĩ là cần phải không đơn thuần chỉ là một cái việc đẩy giá ở trong 1-2 ngày hay 1-2 tuần để cho nó tăng ở 50-100%, thì đó là cái chuyện quá đơn giản chúng ta không bàn đến. Nhưng mà cái mà mình muốn ở đây là một cái cơ chế sao cho nó phù hợp để mà người ta có thể thực sự là hold một cái lâu dài, và thực sự là nó kiểu nó bổ trợ cho chính cái giao thức ấy, chứ không phải cái việc mà bán khi mà cái tin tức nó ra thì nó tăng rồi thì không còn gì nữa thì nó rất là chán. Và dĩ nhiên là thêm một cái câu chuyện nữa là khi mà chúng ta áp dụng những cái mô hình như vậy
thì chúng ta sẽ có một cái cuộc cạnh tranh tốt hơn giữa các cái mô hình DeFi. Tức là lúc này ai cũng chia sẻ doanh thu rồi thì đâu mới là cái mô hình có sức hút nhất, thì rõ ràng khi đó người ta phải đưa ra thêm được những cái chiến lược kinh doanh để mà khiến cho cái lợi nhuận của giao thức mình tăng lên, hoặc là tăng về doanh thu, hoặc là hạ giảm đi về chi phí. Tức là phải tối ưu được về những cái phí gas này, tối ưu về được những cái bước này, thay vì phải khi mà cho vay và vay chúng tôi phải làm 2-3 bước tốn rất là nhiều phí gas chẳng hạn, thì có thể tích hợp ra những cái sản phẩm mà nó chỉ kiểu như mình dùng từ gì ấy nhỉ, nó vừa nâng cao cái trải nghiệm người dùng này, tức là bấm một nút là có thể làm tương tập những cái mà người ta muốn. Nó thì ý mình là như vậy, mình cần những cái như vậy ở trong DeFi khiến cho nó thực sự nó comeback trở lại, và nó vừa khiến cho người dùng hài lòng, vừa là khiến cho những cái token holder nó hài lòng, thì khi đó mình nghĩ là có thể là trong cái giai đoạn này nó sẽ làm được những cái câu chuyện đó. Có thể là nó không bùng nổ giống như cái kiểu mà thời DeFi Summer 2021, tức là khi mà mọi người chưa hình dung được nó là cái gì á, thì cái câu chuyện thường nó sẽ là giá token nhiều hơn. Nhưng mà khi mà họ trải qua một cái khoảng thời gian đủ, tạm gọi là đủ dài, và họ khẳng định được cái uy tín với cái thị trường, cái sản phẩm của họ thu hút được người dùng và nó tạo ra một cái dòng tiền ổn định, thì khi mà áp những cái mô hình này vô thì giống như anh Poseidon nói, thì có thể nó sẽ không bùng nổ, nhưng mà nó sẽ tạm gọi là một cái giai đoạn bão hòa. Nhưng khi mà áp cái mô hình này vô thì nó sẽ tạo ra một cái cuộc cạnh tranh mới về tối ưu sản phẩm. Em thấy khá là hay cái ý là khi mà bây giờ ai cũng chia sẻ doanh thu thì đúng là cái cuộc cạnh tranh nó sẽ phải gọi là focus vào cái sản phẩm nhiều hơn, build được những cái tính năng mà nó tiết kiệm chi phí hơn. Bởi vì rõ ràng là hiện tại chúng ta thấy là DeFi vẫn khá là khó dùng với phần lớn người dùng. Khi mà có được cái cú hích đó thì có thể là những cái đội ngũ họ sẽ nghĩ nhiều hơn về cái vấn đề đó, thay vì là họ tập trung quá nhiều về cái câu chuyện là token như thế nào đó, thì cũng là một ý em thấy khá là hay. Rồi ok, câu cuối này thì em nghĩ là sẽ khó, tại vì nó cũng hơi mang yếu tố là lời khuyên đầu tư một xíu, nhưng mà disclaimer với anh em là cái thông tin dưới đây thì đâu đó nó chỉ là góc nhìn cá nhân thôi của đội ngũ thôi. Không biết là anh Poseidon nghĩ như thế nào về cái lãi suất hiện tại, với một cái ngưỡng mà có thể gọi là cao đột biến và đùng một cái nó tăng. Lấy ví dụ như điển hình ở đầu cái podcast này thì MakerDAO nó tăng từ 5%, nó tăng lên 15%, một cái ngưỡng mà có thể gọi là gấp 3 cái ngưỡng ban đầu. Thì không biết là anh nghĩ sao về cái mức lãi suất này, liệu nó có hợp lý hay không, nó có cái lợi hay có cái hại gì hay không, và anh có cái đối chiếu gì so với cái chu kỳ trước, cái câu chuyện liên quan đến cái lãi suất này hay không. Chu kỳ trước là đâu đó chắc tầm khoảng 2021, 2022, gần 2022 á. Thì cái chu kỳ trước thì có thể là ở đâu đó thì chu kỳ trước thì chúng ta thấy một cái lãi suất cao, nhưng mà nó không hợp lý, bởi vì tại cái thời điểm mà cái mức lãi suất của USDT đi thì nó 20%, nhưng mà nó lại không có một cái hoạt động kinh doanh nào đó nó hoặc là một cái nhu cầu nào đó nó phù hợp với cái mức lãi suất đó, tức là nó không tạo ra được một cái gì nào đó nó chứng minh được cho cái lãi suất của nó, và đơn thuần là đép USDT vào để nhận cái gì thôi. Và còn trong hiện tại thì chúng ta thấy rằng như hồi nãy đầu video chúng ta có nói với nhau đó, thì cái mức gì hiện tại thì bỏ qua cái câu chuyện của Athena đi, một cái mô hình mới cần thêm thời gian để kiểm chứng, thì chúng ta thấy là những cái đồng stablecoin tập trung hay là những cái sàn tập trung đó, thì nó cũng buộc nó phải đưa ra một cái mức APY cao, là bởi vì cái nhu cầu cái cầu ở trong thực tế nó có. Thì đối với mình hiện tại thì mình nghĩ rằng đâu đó thị trường nó sẽ khi mà thị trường nó tăng quá nóng thì dĩ nhiên chúng ta vẫn đang chờ đợi hoặc là có thể chấp nhận những cái đợt điều chỉnh để mà rũ hàng, hoặc là giảm bớt cái sức nóng thị trường, hoặc là giảm bớt một cái quả bong bóng đi, nó hơi lớn về cái cho vay. Nhưng mà mình nghĩ rằng đối với mình thì các quan điểm cá nhân nhất thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là nó không đến mức là rủi ro. Dĩ nhiên thì chiến lược đầu tư mỗi người khác nhau, nhưng mà đối với mình thì mình ít khi đối với mình cái quan điểm của mình lại hơi đi ngược lại với mọi người, tức là trong cái thời điểm mà thị trường nó tăng như thế này thì mình lại ít khi mình sử dụng vậy, tức là hạn chế tối đa việc sử dụng future này, và thậm chí là margin mình cũng rất là hạn chế, tại vì chúng ta nghĩ là chúng ta đang tối ưu cái lượng vốn, nhưng mà thực tế thì như anh thấy
nó không bao giờ nó lên thẳng một mạch cả. Và đối với Ancoin thì đối với một cái cây nến mà nó có biến động trong vòng một ngày hay là 4 giờ mà nó biến động 20-30% thì đó là chuyện rất là bình thường. Cho nên là cái việc mà chúng ta cố gắng tối ưu bằng cách là sử dụng margin quá cao á, thì nó là một cái con dao hết sức là con dao hai lưỡi mà chưa chắc là chúng ta đã cầm được cái đằng cán đâu, mà đằng chuôi đâu, mà thường là chúng ta sẽ cầm đằng lưỡi thôi. Cho nên là cũng hết sức cẩn thận. Còn dĩ nhiên là chúng ta vẫn phải theo dõi, tức là anh em đơn giản là anh em cần phải theo dõi thêm một cái nữa là cái TVL ở trong những cái nền tảng cho vay như AV hay Compound hay MakerDAO. Tức là nếu mà APY của cho vay nó tăng như vậy nhưng mà thực tế TVL của những cái nền tảng này tăng á, thì nó vẫn đang hợp lý và nó phản ánh đúng cái nhu cầu của thị trường. Chứ còn nếu mà nó không tăng thì rõ ràng đây chỉ là cái câu chuyện kiểm trên về mặt lãi suất thì nó sẽ không có bền vững. Thì đó là một cái cách để anh em có thể nhìn nhận lại cái việc tăng lãi suất của các cái nền tảng lên. Thì dĩ nhiên là rủi ro cái mặt lợi mặt hại thì vẫn có, như mình nói, tức là thị trường rõ ràng bây giờ đang đi lên không chỉ dựa vào những cái nguồn vốn sẵn có mà đa phần là dựa vào cái vốn vay, và anh em đang vay ở một cái mức APY nó cao như vậy đi mà khi mà giả sử thị trường nó đi xuống một cái đột ngột và toàn bộ bị thanh lý hết thì cái hậu quả cho các cái nền tảng lending nó sẽ rất là nặng. Khi mà cái hậu quả thanh lý, anh em cứ tưởng tượng khi mà anh em đang cho vay mười mấy phần trăm xong đột ngột nó thanh lý hết và anh em không thể nào kiếm ra tiền để mà trả được những cái phần lãi đó, thì nói chung mà nó sẽ dẫn đến một cái sự kiện thanh lý hàng loạt á, tức là không chỉ áp lực bán ra từ những cái người lỗ mà còn là áp lực bán ra từ các cái nền tảng lending bị thanh lý á, những cái vị thế bị thanh lý á, thì nó sẽ khiến cho thị trường có thể giảm rất là sâu. Thì điều đó thì chắc cũng không ai muốn cả, cho nên là nhưng mà chúng ta không thể nào kiểm soát được thị trường, cho nên là cái lời khuyên của mình thì hạn chế tối đa việc dùng đòn bẩy và margin trong cái thị trường giá lên, và đơn thuần là chúng ta chỉ cần mua và nắm giữ thôi, để chúng ta có thể chịu được những cái biến động nó mang tính gọi là ngắn hạn như vậy và hold cho được đến tận cùng ha. Ok, thì khi mà thị trường đang hưng phấn ha, tạm gọi là hưng phấn, và có rất là nhiều những cái thông tin tích cực, thì đâu đó chúng ta nên giữ cho mình một cái tâm lý nó làm sao nó bình tĩnh nhất, và chúng ta theo dõi những cái diễn biến, những cái thông số, những cái dữ liệu mới của thị trường, và cố gắng làm sao để có cho mình những cái quyết định nó mang tính lý trí nhất, nó sát với thực tế nhất, và nó ít cái tính dự đoán nhất. Thì hy vọng là cái nội dung của DeFi Discussion này đâu đó gửi đến anh em những cái tinh thần như vậy. Thì ok, thì tập tuần này cũng dài rồi. Rất cảm ơn anh Poseidon đã dành thời gian đến với DeFi Discussion tuần này và có những cái chia sẻ rất là thú vị, rất là đa chiều, cũng như là rất là sát sao với những cái diễn biến hiện tại của thị trường. Thì tập podcast tuần này cũng dài rồi, thì bây giờ sẽ là lời chào của anh Poseidon gửi đến các bạn đang nghe DeFi Discussion ha. Thì kết thúc podcast thì chúc anh em tiếp tục và vững tay hold và có một cái giai đoạn gọi là uptrend ha, và chúng ta sẽ cố gắng kiếm được rất là nhiều lợi nhuận trong thị trường, và hẹn gặp lại anh em trong các cái podcast tiếp theo. Ok, cảm ơn anh Poseidon, cảm ơn anh em đã dành thời gian nghe đến những giây cuối cùng của DeFi Discussion lần này, và chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo. Rồi, bye bye anh em.